địa bàn nóng bỏng về dịch COVID-19, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng áp dụng linh hoạt các giải pháp để giảm số ca nhiễm mới, như hướng dẫn người dân tránh tối đa lây nhiễm chéo, chăm sóc tốt F0 tại nhà và cộng đồng. Việc chăm sóc F0 được thực hiện tốt nhờ sự phối hợp giữa 19 trạm y tế lưu động và 16 trạm y tế cơ hữu trên địa bàn mỗi phường. Trạm y tế lưu động phường 6 được quận Gò Vấp đặt tại trường Trung học cơ sở An Nhơn, ngôi trường thoáng mát, rợp bóng cây xanh. Trạm y tế lưu động được trang bị thuốc men, xe cấp cứu và bình oxy, cùng đội y tế bao gồm các thành viên của Học viện Quân y, Viện Bỏng Quốc gia và Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam. Trong khuôn viên của trường còn có cơ sở cách ly tạm thời cho hơn 160 F0 là người dân của phường. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì phường 6 cũng khoảng, sau cái test nhanh của chúng tôi cũng khoảng đến hơn 500 ca mắc cái COVID này. Thế là ban chỉ đạo với lại đảng ủy phường và ủy ban nhân dân phường chúng tôi cũng họp bàn và tìm mọi cách để làm sao cắt đứt nguồn lây. Sau khi đã bàn bạc thì chúng tôi quyết định là cùng với tất cả các biện pháp khác như là vận động để tiêm vaccine, rồi là phòng thực hiện 5K cũng như là thực hiện theo cái chỉ thị 16, thì chúng tôi quyết định thành lập khu cách ly của phường để bóc tách toàn bộ F0. Thực sự là tương đối thuận lợi khi thành lập cái khu thu dung này. Chúng tôi trên địa bàn lại có cái trường trung học cơ sở, tận dụng tất cả cơ sở vật chất của trường để có thể, ví dụ như là các khu khác thì không có giường thì chúng tôi chuẩn bị toàn bộ giường cho các F0, và cái cơ sở vật chất thiếu cái gì chúng tôi chuẩn bị ngay khi mà chuẩn bị thành lập cái khu là chúng tôi làm toàn bộ. Sau đó thì tự các F0, những người đã khỏi bệnh mà ra khỏi cái khu này từ bữa giờ cũng đã được gần 60 trường hợp đã khỏi, ra khỏi khu F0, thì tự người ta, đó là những cái người ta tuyên truyền cho những cái trường hợp khác để chúng tôi thuận lợi hơn trong việc thực hiện này. Quận Gò Vấp chủ trương chia nhỏ các nhóm F0 để quản chặt. Thay vì dồn hết F0 vào khu thu dung tập trung của quận với vài ngàn người thì chia nhỏ ra, nhóm nào đủ điều kiện thì được theo dõi sức khỏe ở nhà, không đủ điều kiện ở nhà, sợ lây nhiễm chéo thì được đưa đến các khu cách ly tạm thời của phường. Việc chia nhỏ này giúp quản lý chặt chẽ hơn các F0. Tại các điểm cách ly tạm thời của phường, F0 được các y bác sĩ của trạm y tế lưu động thăm khám thường xuyên và thuận lợi hơn. Với cái sự hỗ trợ của trạm y tế lưu động thì chúng tôi quyết định là dời toàn bộ trạm vào trong ngay trong khu cách ly. Thì như vậy thì trạm có thể làm được một lúc hai nhiệm vụ. Thứ nhất là giúp cho chúng tôi trong cái việc mà chăm sóc cho những cái F0 tạm thời, F0 đang được ở trong khu cách ly tạm thời. Và cái thứ hai là có thể xử trí những cái tình huống cấp cứu, hỗ trợ cho người dân ở bên ngoài trong khu dân cư ngay bên cạnh. Cái việc mà cấp cứu nửa đêm thì nó sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề là ở ngay tại chỗ và chuyển cho viện cho những ca trở nặng. Thì đến tính đến nay là chúng tôi có 4 trường hợp như vậy và các bác sĩ giải quyết nhanh gọn hơn so với việc trước đây là F0 tại nhà khi nằm ở ngoài khu dân cư á, thì là chúng tôi phải đưa lực lượng và phải vận chuyển xe và phải đưa cả bình oxy đưa xuống dưới. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có những F0 ngại tới cơ sở cách ly tạm thời của phường. Mô hình quản lý F0 tại nhà và quản lý F0 tại khu cách ly tập trung của quận và của phường, chúng tôi đã thực hiện theo cái ba lớp. Lớp thứ nhất là những người nào đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chúng tôi sẽ thẩm định và sẽ đưa vào danh sách quản lý tại nhà, và không đủ điều kiện cách ly tại nhà nhưng chúng tôi xét thấy rằng phải có một cái cơ sở trung gian để lưu dung theo dõi sát và quản lý tốt thì có cái cơ sở của phường. Và tầng thứ ba nữa, lớp thứ ba là cái những người có bệnh nền, có triệu chứng và không thể ở địa phương được thì chúng tôi sẽ tập trung tại khu cách ly của quận. Chia ra từng tầng, từng lớp như thế thì chúng ta sẽ quản lý nó chặt và đảm bảo được cái tiêu chí là ngày nào người bệnh cũng được có cán bộ y tế săn sóc theo dõi. Số F0 ở nhà vẫn được lực lượng tình nguyện viên cùng các y bác sĩ trạm y tế lưu động chăm sóc, thăm hỏi, phát thuốc. Liên lạc điện thoại hai chiều giữa F0 và các nhân viên y tế được đảm bảo duy trì. Đặc biệt, nhóm F0 có nguy cơ trở nặng được phân loại riêng và theo dõi sát sao hơn. Tất cả các F0 theo dõi tại nhà và cộng đồng đều được hướng dẫn áp dụng các gói thuốc AB của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và gói C của Bộ Y tế.
Hiện nay đó thì số các gói thuốc A, B, C chúng tôi nhận từ Sở Y tế thì chúng tôi sẽ tiếp cận và phát ngay sau khi phát hiện F0, gói A và gói B. Tuy nhiên gói C sau khi thăm khám và đúng chỉ định cũng như là đảm bảo được cái tiêu chí mà sử dụng thuốc gói C thì chúng tôi sẽ cho người bệnh sử dụng. Chúng tôi có tổng cộng là 381 gói C đã được sử dụng cho tất cả bệnh nhân trên địa bàn quận. Vấn đề thứ hai nữa là gói A, gói B thì trong thời gian gần đây thì chúng tôi quá trình mà phát hiện qua quá trình test nhanh cũng như là phát hiện ở cộng đồng đó thì chúng tôi cấp ngay để tình trạng người ta yên tâm ta sử dụng sớm, hay là người ta có cái vấn đề an tâm để ở nhà điều trị nếu chúng ta lưu dung tại nhà. Sau một thời gian triển khai, các trạm y tế lưu động đều thực hiện tốt nhiệm vụ cấp cứu nhanh, gọn, hiệu quả các ca F0 có chuyển biến xấu. Việc bố trí các trạm y tế lưu động đến sát người dân để kịp thời chăm sóc các F0 và cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu là một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm số ca F0 chuyển nặng và từ đó giảm số ca tử vong.